Đó là quan điểm thứ nhất. Dốt mà dẫn, dẫn có trí. Như vậy Đức Phật giảng gì? Muốn có trí làm gì con? Làm cụ thể quét chùa đi con. Và trong lúc quét chùa tu tập đi con. Cả hai phải cùng lúc. Phước trí phải cùng tu. Phước là quét dọn, trí là quán chiếu. Nhớ hai chữ, đừng nhớ chuyện khác, đừng biết chuyện khác, là biết tu về trí. Câu chuyện thứ hai, để quý vị thấy rõ ràng, không phải tu là chỉ biết tu, mà phải biết đạo. Người thứ hai là một vị tổ sư của Phật giáo Trung Quốc. Quý vị biết đó là ai không? Đó là Ngài Bách Trượng Thiền Sư. Cả một cuộc đời của Ngài là làm việc chùa, phụng sự Tam Bảo, phụng sự Tăng Chúng. Bằng cách gì? Trầm trọt. Trong cái cuốn từ điển có kể là có một ngày đó Ngài Bách Trượng bệnh và có vẻ kiệt lực, cho nên Tăng Chúng mới đem giấu tất cả những cái cuốc, những cái dụng cụ làm thiền nông đó, làm những đồng đó trong chùa. Ngài Bách Trượng đi kiếm cuốc kiếm chẽn rồi để ra làm gì không có. Ngày đó Ngài bỏ vô phòng, mọi người vô nói bữa nay tới giờ thọ trai rồi, mời trưởng giả ra dùng cơm. Ngài lắc đầu, Ngài nói một câu nổi tiếng tới bây giờ mà ai cũng nhớ cái câu của Ngài: ta không được ăn, ta không thể ăn đâu. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày ta không làm, ta không ăn. Vì vậy quý vị thấy quý vị tổ sư không? Mà sau này Ngài chứng đạo cũng do lúc đang làm. Bữa đó Ngài cút đất, dập cái miếng miễn chai, miễn xanh đó. Ngài cút lên rồi Ngài dục cho cái bụi tre. Âm thanh của hai cái miếng nó dao động, Ngài bùng nổ, trở thành một người đắc đạo. Như vậy có phải ngồi không mà đắc đạo không? Không phải, mà phải làm. Đắc đạo không có nghĩa là ngồi tư duy, ngồi tưởng tượng, mà đắc đạo là chấp nhận được cái giá trị thật của cuộc sống. Quý vị nhớ thầy câu đó, không có sự giác ngộ nào mà ngoài cuộc sống. Nếu mà có giác ngộ nào ngoài cuộc sống đó, bằng do thiền, do định đó, phải không? Ly cuộc sống mà tìm sự giác ngộ, thì cái sự giác ngộ nó không phải là của đạo Phật. Cái đạo Phật phải giác ngộ bằng sự sống, qua sự sống. Bởi vì cái phải có cái cụ thể mới có cái gọi là chân lý. Cho nên không thể. Vì vậy lục tổ nói sao? Phật pháp bất ly thế gian vậy. Cho nên ai mà tu ra để tu để tôi chứng đạo, tôi hiểu đạo, tôi giác ngộ ra người đó bao giờ có. Vì bước không có, trí không có. Mà giác ngộ kiểu đó là hảo vậy, chứ không phải thật. Phải thấy được cái sự thật qua cuộc sống. Đó là người thứ hai. Nó nhắc tới lực tổ. Quý vị biết vị tổ thứ sáu của Trung Quốc, đó là Ngài Lục Tổ. Ngài giác ngộ chưa? Giác ngộ chứ. Ưng vô ta trụ, như sanh kỳ tâm, là Ngài đã quát nghiêm đại ngộ về câu kinh Kim Cang đó. Ngài vô cầu sự chứng, ấn chứng của Ngài Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn thì sao? Kiểu mà bây giờ quý vị hiểu đạo rồi ha, cho tôi thử một câu, quý vị trả lời được một câu là tôi cho quý vị làm là gì không? Là đệ tử thượng thủ của tôi rồi đó, phải không?
Thì quý vị thấy sao? Vô Ngài Lục Tổ hỏi Ngài Hoằng Đẳng gì chứ? Ngươi người ở đâu? Lục Tổ nói tôi người ở lĩnh Nam. Hoằng Đẳng mới nói người lĩnh Nam là chân mỏi rỡ mà cũng muốn đây đến đây làm Phật sao? Lục Tổ nói một câu gì? Người có nam có tánh mà tánh Phật thì không nam không Phật. Vậy là ngộ chưa? Ngộ thôi. Nhớ ngày mốt ai vô đây cầu pháp tôi nhớ nói kiếm cái cầu này nghe nói cho tôi tôi cho thành khổ hết rồi nhớ nha. Học đạo học cái của anh khác làm cái của mình tôi biết liền nè. Bằng cái sự trực nhận của chính mình chứ không phải bằng cái kinh nghiệm của người khác. Lấy cái người khác mà làm cái kinh nghiệm của mình là ăn cắp. Nha, bên đầu vô nói thôi. Bà đàn bà cũng thành Phật sao? Nói không? Phật tánh thì gì đó. Người có nam có nữ, cho Phật tánh không có nam nữ. Tại đó thành Phật ngay đó. Nhưng mà lật đặt lắm con ơi. Thành Phật lật đặt chứ không phải thành Phật thiệt. Nên ít nhất người ta cũng học bài thầy. Học bài. Đạo Phật á, muốn thành Phật không phải học bài. Dạ. Không phải lấy của người khác làm của mình. Ngài Trung Phong nói mấy người đó là người ăn cắp. Bởi vì muốn lấy cái muốn lấy cái kinh nghiệm của người khác làm cái kinh nghiệm của mình. Rồi muốn lấy cái tổ này nè để làm tổ của người đó. Cho nên có nhiều người đó nghe tu hành mà không bằng sự tu tập, không phải bằng sự trực tiếp mà đi lấy của người khác làm cái của mình, rồi muốn cái người khác cho mình thì toàn là thứ ăn cắp không mà. Mà thứ ăn cắp là cái người chân chánh không? Không phải chân chánh, đúng không? Bây giờ tôi mình tu kiểu này nghe cái gì đó và thầy con nghe thầy cũng gì thầy gọi là đức cao trọng vọng gì đó không, cho nên đạo cao đức trọng gì cũng biết, cho nên con đến đây là xin thầy ban cho con là kiến đạt, hay là thầy có tu được cái gì đó thầy cho con, cái tên là được rồi. Ở quý quá thai quý vị tầm từ xa đến đây mà cầu pháp thôi được rồi, để ta dẫn vô phòng truyền pháp cho xạo. Tôi mà chửi mày đừng có nghĩ ra tao tu 40 năm nay đó tao mới được đó, còn mày mới tu bao nhiêu mà muốn đi tao cho mày, mày muốn ăn cắp của tao à, mày muốn vô nhà để mày lấy của tao à? Đâu có dễ, tao là không có trí mà. Mình định tao được có trí à? Không có đâu, tôi khôn lắm quá. Đâu phải định mà có. Mày phải tu như tao. Mà cũng phải trì gia không giải hơn tao. Chứ không phải là bằng thầy được đâu có. Nhưng mày mới được có trí rồi. Vì cái trí là do mình tu, do cái công năng của mình tu, mà càng khổ bao nhiêu, tu hành cần khổ bao nhiêu thì cái trí mình càng sáng đi. Bởi vì lúc đó mình mới thấy được cái vọng nghiệp của chúng, cái dao mà để mài cũng bén bao nhiêu cũng mài chẹt chẹt, cũng mới bén. Chứ còn mà lớn qua bớt là không có bén đâu.